Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố hôm qua cũng đã tiếp tục có buổi giám sát về thực hiện công tác đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư của 4 dự án, gồm dự án đầu tư trung tâm quan trắc và phân tích môi trường, dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu liên hợp Đa Phước, huyện Bình Chánh, dự án chỉnh trang và phát triển đô thị tại phường Long Bình và dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó hầu hết các dự án đều đang trong tiến độ hoàn tất. Về 197 dự án được ghi vốn bồi thường với tổng vốn gần 12.000 tỷ đồng, hiện chỉ giải ngân được hơn 80%. Về tình hình giải ngân, chủ yếu là liên quan đến vấn đề ghi vốn bồi thường và tổ chức bồi thường. Việc mà tổ chức bồi thường không được dẫn đến cái dự án gia bêu thì không thể xây lắp, chưa thể nghiệm thu và gây lãng phí. Với dự án xây dựng mới khu nhà xe hiện hữu để làm kho lưu trữ và bố trí phòng làm việc cho các phòng ban thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố, vốn ban đầu dự tính khoảng 4,3 tỷ đồng nhưng vốn hoàn thành đã lên đến 4,9 tỷ đồng bởi dự án bị kéo dài đến 9 năm thay vì 9 tháng theo mục tiêu đề ra. Hiện việc nghiệm thu để tiến hành quyết toán vẫn chưa hoàn thành. Lúc đăng ký vốn thì đầu tư công dàn trải rồi bắt đầu không đăng ký được. Tuy nhiên thì nó chỉ có một cái giấy thôi là công tác phòng cháy chữa cháy cũng như nghiệm thu. Thì hiện nay thì Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng đang phối hợp với các đơn vị chữa cháy để hoàn thành cái này. Chậm tiến độ giải ngân có nhiều nguyên nhân. Một số dự án được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chủ đầu tư chậm ký hợp đồng với các địa phương để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Công tác tháo gỡ vướng mắc trong việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn chưa nhanh chóng kịp thời. Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Quy hoạch Kiến trúc, bên có đất bên phải triển khai quy hoạch, rà soát quy hoạch điều chỉnh sao cho phù hợp ngay để mình lo cái câu chuyện tái định cư, tạm cư ổn định cuộc sống người dân để cái giá của mình được gọi là tiệm cận thị trường, người dân đồng thuận. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở ngành tập trung hết mức để hoàn thành dự án với những công đoạn còn lại, phối hợp với các quận huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tính toán để giá bồi thường tiệm cận với thị trường.